Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin nhanh 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm qua và ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án bauxite alumin Tân Rai ở tỉnh Lâm Đồng và dự án bauxite alumin Nhân Cơ ở Đắk Nông. Thủ tướng khẳng định chủ trương khai thác bauxite sản xuất alumin và sản xuất sắt nhôm nhằm phát triển Tây Nguyên là phù hợp và đúng đắn. Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và đảm bảo môi trường theo đúng quy định. Thủ tướng cũng khẳng định việc sẽ cho phép cổ phần hóa công ty nhôm Lâm Đồng, thu hút các nhà đầu tư nhằm có thêm vốn xây dựng nhà máy luyện nhôm và sau nhôm. Thủ tướng đồng ý cho các doanh nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất thép từ bùn đỏ nhằm tận dụng tối đa hiệu quả kinh tế của dự án cũng như bảo vệ môi trường vì hàm lượng sắt có trong bùn đỏ lên tới 43%. Thủ tướng cho biết hiện công nghệ này đã thành công trong phòng thí nghiệm và sản xuất thử. Vấn đề bây giờ là ứng dụng công nghệ này vào sản xuất thương mại. Thêm một niềm vui lại tới với đồng bào nghèo Tây Nguyên trong những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cấp phát cho 3 tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk trên 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ lương thực quốc gia để hỗ trợ cho đồng bào nghèo ăn Tết. Theo quyết định, thì tỉnh Đắk Lắk được hỗ trợ 550 tấn, Gia Lai là 379 tấn và Kon Tum là 279 tấn. Ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên đã nhanh chóng phối hợp với các địa phương triển khai đưa gạo về cấp phát cho bà con ăn Tết. Trong đợt hỗ trợ lương thực này, hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum có trên 43.000 nhân khẩu được cấp mỗi người 15 kg gạo. Thưa quý vị, đường Hoa Xuân Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng đã chính thức mở cửa vào tối ngày hôm qua, chào đón du khách tham quan và thưởng lãm. Đường hoa năm nay thì gồm có hai hạng mục chính, khu vực đường hoa vỉa hè đối diện Bảo tàng Chăm và khu vực ánh sáng đối diện với Trung tâm Truyền hình Việt Nam trên đường Bạch Đằng. Đường hoa được trang trí bao gồm đại cảnh là sự kết hợp giữa hình ảnh con dê, linh vật năm 2015 và dãy núi Ngũ Hành Sơn, biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, còn có 6 tiểu cảnh được trưng bày theo cụm làng quê, khung tranh, khu vườn ánh sáng, kết hợp từ hơn 20.000 giỏ hoa các loại. Đường hoa sẽ mở cửa tới mùng 6 Tết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ 4 ngày, từ ngày 8 tới ngày 11 tháng 2, Tổng thống Singapore Tony Tan cho biết sẽ nâng quan hệ hợp tác với quốc gia Nam Á này lên tầm đối tác chiến lược vào cuối năm nay. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày hôm qua, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị và lâu dài giữa hai quốc gia, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa, nâng lên thành đối tác chiến lược. Tổng thống Tony Tan cho biết, Thủ tướng Lý Hiển Long và người đồng cấp Narendra Modi sẽ chính thức ký thỏa thuận đối tác chiến lược vào cuối năm. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã đàm phán về việc tăng cường hiệu quả kết nối hàng không và hàng hải. Singapore hiện là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Ấn Độ, với tổng giá trị lên tới khoảng 5,7 tỷ đô la Mỹ. Nhằm tạo điều kiện cho hội nghị thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine sẽ diễn ra vào ngày mai tại thủ đô Minsk, Belarus. Ngày hôm qua thì Liên minh châu Âu đã nhất trí hoãn thực thi các biện pháp trừng phạt cá nhân mới đối với Nga. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp của Ngoại trưởng EU tại Bruxelles, Bỉ ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Roland Fabius cho biết EU vẫn bảo lưu khả năng trừng phạt, song việc thực thi sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán 4 bên tới đây. EU sẽ đánh giá lại vấn đề này một lần nữa vào ngày 16 tháng 2 tới. Trước đó, ngày 29 tháng 1, Ngoại trưởng các nước thành viên EU đã nhất trí bổ sung 19 cá nhân, trong đó có 5 người Nga, vào danh sách cấm cấp thị thực và phong tỏa tài sản liên quan tới cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine. Theo kế hoạch, thì các ngoại trưởng phải thông qua quyết định này trong cuộc họp ngày hôm qua, và giờ thì nó đã tạm thời bị trì hoãn. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới đã khai mạc vào ngày hôm qua tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc thảo luận tại hội nghị lần này sẽ xoay quanh phương thức hành động nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh có những cảnh báo cho rằng tăng trưởng ì ạch và chính sách tiền tệ khác biệt giữa các nền kinh tế có thể khiến 2015 là một năm khó khăn. Các bộ trưởng tài chính 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, đó là thống nhất về cách thức thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, trong khi đang có nhiều thách thức như là kinh tế trì trệ, giá dầu giảm. Vấn đề Hy Lạp cũng đang đe dọa sự phục hồi mong manh của kinh tế châu Âu. Tuy không phải là chương trình nghị sự chính, nhưng cuộc đàm phán nợ của Hy Lạp dự kiến sẽ bao trùm các cuộc thảo luận tại hội nghị lần này.
Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc phần tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại các bản tin trên trang web vtv4.vn hoặc trên trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.